Tuần 30. Tập đọc Thuần phục sư tử. Halima lấy chồng được 2 năm. Trước khi cưới, chồng nàng là một người dễ mến, lúc nào cũng tươi cười. Vậy mà giờ đây, chỉ thấy chàng cau có, gắt gỏng. Không biết làm thế nào, Halima đến nhờ vị giáo sĩ già trong vùng giúp đỡ. Vị giáo sĩ râu tóc bạc phơ nhìn vào mắt Halima hồi lâu, rồi bảo: "Nếu con đem được 3 sợi lông bờm của một con sư tử sống về đây, ta sẽ nói cho con bí quyết." Nghe vậy, Halima sợ toát mồ hôi. Nàng trở về, vừa đi vừa khóc. Nhưng mong muốn hạnh phúc đã giúp nàng tìm ra cách làm quen với chúa Sơn Lâm. Tối đến, nàng ôm một con cừu non vào rừng. Thấy có mồi, sư tử gầm lên một tiếng, nhảy bổ tới. Halima cũng hét lên khiếp đảm, rồi ném con cừu xuống đất. Mấy ngày liền, tối nào cũng được ăn món thịt cừu ngon lành trong tay Halima. Sư tử dần dần đổi tính. Nó quen với nàng. Có hôm còn nằm cho nàng chải bộ lông bờm sau gáy. Một tối, khi sư tử đã no nê, nằm bên chân Halima ngoan ngoãn như một con mèo lớn. Halima thầm khấn Đức A-la che chở cho nàng, rồi lén nhổ 3 sợi lông bờm của nó. Con vật giật mình, chồm dậy. Nhưng bắt gặp ánh mắt dịu hiền của nàng, nó cụp mắt xuống, rồi lẳng lặng bỏ đi. Halima chạy ngay tới nhà giáo sĩ. Cụ già mỉm cười. Chỉ trong ít ngày, bằng trí thông minh, lòng kiên nhẫn và cử chỉ dịu dàng, con đã thuần phục được một con sư tử hung dữ. Lẽ nào con không làm mềm lòng nổi một người đàn ông vốn yếu đuối hơn sư tử rất nhiều? Con đã nắm được bí quyết rồi đấy. Theo truyện dân gian Ả Rập, Mạc Yên dịch. Chú thích và giải nghĩa: thuần phục là làm cho con vật dữ tợn trở nên hiền lành. Giáo sĩ, ở đây chỉ một chức sắc trong đạo Hồi. Bí quyết là cách giải quyết đặc biệt hiệu nghiệm mà ít người biết. Đức A-la là Chúa Trời theo quan niệm của đạo Hồi. Câu hỏi và bài tập. 1. Halima đến gặp vị giáo sĩ để làm gì? 2. Halima nghĩ ra cách gì để làm thân với sư tử? 3. Vì sao khi gặp ánh mắt của Halima, con sư tử đang giận dữ bỗng cụp mắt xuống rồi lẳng lặng bỏ đi? 4. Theo vị giáo sĩ, điều gì làm nên sức mạnh của người phụ nữ? Chính tả. 1. Nghe, viết. Cô gái của tương lai. Qua một cuộc thi trên mạng, in gạch ngang tơ gạch ngang nét phẩy, cô bé Lan Anh 15 tuổi được mời làm đại biểu của Nghị viện Thanh niên Thế giới năm 2000. Mở ngoặc đơn, tổ chức tại Ốt gạch ngang Stray gạch ngang Ly gạch ngang A, đóng ngoặc đơn chấm. Em đã đặt chân tới 11 quốc gia khi chưa tròn 17 tuổi và đã viết hàng trăm bài báo. Chấm. Trong mọi cuộc gặp gỡ quốc tế, phẩy, Lan Anh đều trình bày trôi chảy những vấn đề mà em quan tâm bằng tiếng Anh. Chấm. Xuống dòng. Nhìn vào những gì Lan Anh đã làm được hôm nay, phẩy, có thể tin rằng em chính là một trong những mẫu người của tương lai. Chấm. Theo Hoàng Duy. 2. Những chữ nào cần viết hoa trong các cụm từ in nghiêng dưới đây? Vì sao? Bác Hồ nói: "Non sông gấm vóc của chúng ta do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, góp phần thêu dệt nên." Tiếp nối truyền thống của hai bà Trưng và bà Triệu,
Ngày nay, phụ nữ đã có những đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiêu biểu cho những anh hùng của thời đại mới là 214 cô bác được nhận các danh hiệu cao quý: anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là một trong những tổ chức quần chúng lớn mạnh của nước ta. Hội đã được nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Sao vàng năm 1985, Huân chương Độc lập hạng 3 năm 1997, Huân chương Lao động hạng nhất năm 1998 và Huân chương Độc lập hạng nhất năm 2000. Theo những người phụ nữ xuất sắc, các cụm từ in nghiêng: anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, Huân chương Sao vàng, Huân chương Độc lập hạng 3, Huân chương Lao động hạng nhất, Huân chương Độc lập hạng nhất. 3. Tìm tên huân chương phù hợp với mỗi chỗ trống dưới đây. A. Huân chương cao quý nhất của nước ta là. B. 3 chấm là huân chương dành cho những tập thể và cá nhân lập nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu và xây dựng quân đội. C. 3 chấm là huân chương dành cho những tập thể và cá nhân lập nhiều thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất. Huân chương Sao vàng, huân chương Quân công, huân chương Lao động. Luyện từ và câu. Mở rộng vốn từ: nam và nữ. Một, có người cho rằng những phẩm chất quan trọng nhất của nam giới là dũng cảm, cao thượng, năng nổ, thích ứng được với mọi hoàn cảnh. Còn ở phụ nữ, quan trọng nhất là dịu dàng, khoan dung, cần mẫn và biết quan tâm đến mọi người. A. Em có đồng ý như vậy không? B. Em thích phẩm chất nào nhất? Ở một bạn nam, ở một bạn nữ. C. Hãy giải thích nghĩa của từ ngữ chỉ phẩm chất mà em vừa chọn. 2. Đọc lại truyện Một vụ đắm tàu. Theo em, Julieta và Mario có chung những phẩm chất gì? Mỗi nhân vật có những phẩm chất gì tiêu biểu cho nữ tính và nam tính? 3. Em hiểu mỗi thành ngữ, tục ngữ dưới đây thế nào? Em tán thành câu A hay câu B? Vì sao? A. Trai mà chi, gái mà chi? Sinh con có nghĩa, có nghì là hơn. B. Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Nghĩa là một trai đã là có, mười gái cũng bằng không. C. Trai tài gái đảm. D. Trai thanh gái lịch. Chú thích và giải nghĩa. Nghì là nghĩa, tình nghĩa. Đảm là biết gánh vác, lo toan mọi việc. Kể chuyện, kể chuyện đã nghe, đã đọc. Đề bài, kể một câu chuyện em đã nghe hoặc đã đọc về một nữ anh hùng hoặc một phụ nữ có tài. Gợi ý: 1. Tìm truyện về phụ nữ. Truyện về những phụ nữ anh hùng: Trưng Trắc, Trưng Nhị, Triệu Thị Trinh, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Định. Truyện về các nhà hoạt động xã hội, văn hóa, khoa học nổi tiếng là phụ nữ: Nguyên Phi Ỷ Lan, nhà thơ Hồ Xuân Hương, nhà thơ Đoàn Thị Điểm, nữ bác học Marie Curie. Truyện về những phụ nữ bình thường mà đảm đang, tài trí. Truyện về các bạn nữ thông minh, tài giỏi. Con gái, tiếng Việt Nam, tập 2. Lớp trưởng lớp tôi, tiếng Việt Nam, tập 2. 2. Lập dàn ý cho câu chuyện. Em có thể lập dàn ý để kể chuyện theo một trong hai cách sau. A. Kể một câu chuyện cụ thể. Mở bài, giới thiệu nhân vật
hoàn cảnh diễn ra câu chuyện. Thân bài nêu diễn biến của câu chuyện, cử chỉ, việc làm, lời nói và suy nghĩ của nhân vật. Kết bài nêu kết quả hành động của nhân vật hoặc cảm nghĩ của em về nhân vật. B. Giới thiệu chân dung nhân vật. Mở bài giới thiệu chung về nhân vật. Thân bài nêu từng đặc điểm của nhân vật và lấy ví dụ minh họa cho mỗi đặc điểm đã nêu. Kết bài nêu cảm nghĩ về nhân vật. 3. Dựa vào dàn ý kể thành lời. Khi kể cần chú ý chọn từ ngữ phù hợp với nhân vật, hoàn cảnh. Thể hiện bằng giọng kể tự nhiên, có thể kết hợp lời kể với điệu bộ, cử chỉ, nét mặt để lôi cuốn người nghe. 4. Trao đổi với các bạn về ý nghĩa câu chuyện.